Chào các con, hôm nay cô Thảo sẽ hướng dẫn các con học phần chính tả của tuần số 31 là phân biệt R, G và G, dấu hỏi và dấu ngã. Đây là những phần về chính tả mà chúng ta đã được học đi học lại trong suốt quá trình mình học chương trình lớp 2 rồi đúng không? Và trong bài tập này chúng ta nhớ là mình sẽ làm bài tập trước, sau đó mình sẽ xem lại đáp án và đối chiếu đáp án với của cô Thảo nhé. Đầu tiên câu số 1 là yêu cầu chúng ta nghe và viết Việt Nam có bác. Thì sau khi chúng ta nghe viết phần này thì các con hãy tìm các tên riêng trong bài chính tả này. Thế thì ở đây mình có các tên riêng, ví dụ như là Việt Nam đúng không? Ví dụ như là bác này. Đó, bác này, Việt Nam này. Đây có từ Trường Sơn đúng không? Tên riêng là tên để gọi cho người, gọi cho người này, gọi cho vật này, gọi cho địa điểm này đúng không? Tiếp tục nào. Ở đây mình thấy có các từ tên riêng được viết hoa, nhưng mà mình thấy có cái từ điệu ở đây thì nó không phải là tên riêng đúng không? Có Việt Nam là tên riêng này, đó. Vậy thì mình có từ Việt Nam này, từ Trường Sơn này và từ bác là những từ tên riêng trong bài chính tả mình cần viết hoa. Tiếp tục. Câu số 2 trang 110. Điền vào chỗ trống G, R hay là G. Thì ở đây sau đó mình sẽ đặt dấu hỏi hay là dấu ngã trên những chữ in đậm. Thế thì chúng ta sẽ làm bài tập này. Mình đọc cái ngữ liệu trong sách giáo khoa để mình điền đúng vị trí giờ, R hay là G và đặt dấu hỏi vào dấu ngã, đúng không? Đây, thăm nhà bác. Anh dắt em vào cõi bác xưa, đường xoài hoa trắng nắng đu đưa, có hồ nước lặng sôi tăm cá, có bưởi cam thơm mát bóng dừa. Ở đây là mình cô điền dấu hỏi và đây là giờ, trong bóng dừa là cây dừa. Có rào dâm bụt đỏ hoa quê, như cổng nhà xưa bác trở về. Có bốn mùa rau tươi tốt lá, như những ngày cháu mẹ măng tre. Thì ở đây có chữ R này, dâm bụt đỏ, đỏ hoa đúng không? Bốn mùa rau tươi tốt lá, đây là rau, như những ngày cháu mẹ măng tre. Thì ở đây mình thấy một chút, một cái bài thơ rất là hay, nói về khu nhà của bác đúng không? Anh dắt em vào cõi bác xưa, có đường xoài hoa trắng nắng đu đưa. Đường xoài tức là toàn bộ cả một con đường mà chỉ trồng những cây xoài thôi, người ta gọi đấy là đường xoài. Có bưởi cam thơm mát bóng dừa, có rào dâm bụt đỏ hoa quê. Tức là ở nhà bác, quê của bác ở Nghệ An, ở làng Sen ấy, thì trước cửa nhà bác có một hàng rào dâm bụt. Đó. Về thăm nhà bác, làng Sen có hàng dâm bụt thắp lên lửa hồng là vì như vậy. Như cổng nhà xưa bác trở về, có bốn mùa rau tươi tốt lá, như những ngày cháo bẹ măng tre. Ngày cháo bẹ măng tre là những cái ngày mà khi mà bác sau bao nhiêu năm buôn ba ở nước ngoài đặt chân lên về Việt Nam và đã chọn Việt Bắc làm căn cứ địa cách mạng, là đầu não của cơ quan kháng chiến. Chính vì vậy trong những ngày tháng ở đây, sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch sử đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sang là như vậy. Tức là những tháng ngày sống rất cơ cực, sống rất đơn giản ở nơi hang đá, nơi Việt Bắc để sống và làm việc. Nhớ như những ngày cháo bẹ măng tre. Tiếp tục. Nhà gác đơn sơ một góc vườn, gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn, giường mây chiếu cói đơn chăn gối, tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn. Như vậy mình thấy qua bài thơ thôi, nhưng mình thấy rằng bác là một người vô, không chỉ là người yêu thiên nhiên mà còn là người sống rất đơn sơ và giản dị, bình dị hơn cả bình dị, đúng không? Đó. Và đến câu số 3, điền tiếng thích hợp vào chỗ trống. Ở đây rời, rời hay là rời thì mình thấy rằng là tàu rời ga, Sơn Tinh rời từng dãy núi đi, giữ hay là giữ, hổ là loài thú dữ, bộ đội canh giữ biển. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta điền xong cái phần của câu A. Sang phần câu B, lã hay là lả. Con cò bay lả bay la, không uống nước lã. Võ hay là vỏ, anh trai em tập võ và vỏ cây sung xù xì. Đó. Sang đến phần câu 1 của trang 114, nghe và viết
cây và hoa bên lăng Bác. Ở đoạn từ sau lăng đến tỏa hương thơm ngào ngạt, mình lưu ý mình sẽ nghe và mình sẽ viết đoạn này nhé. Đây chính là đoạn mà chúng ta cần phải viết. Và đây thầy cô hỏi thêm chúng ta là tìm và tập viết các tên riêng trong bài chính tả. Thì đây mình thấy có tên riêng là Sơn La này, đúng không? Tên riêng Sơn La, có tên riêng Nam Bộ. Rồi tiếp tục nào. Đó, vậy thì ở đây mình có hai tên riêng, đó là Sơn La và Nam Bộ, đúng chưa? Đó. Câu số 2 trong trang 114. Tìm các từ bắt đầu bằng R, G hoặc là G có nghĩa như sau. Chất lỏng dùng để thắp đèn, chạy máy thì người ta gọi đây là dầu, đúng không? Cất giữ kín không cho ai thấy hoặc biết thì gọi là giấu. Quả hay lá rơi xuống đất gọi là rụng. Tiếp tục, có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau. Có nghĩa là cây nhỏ thân mềm làm thức ăn cho trâu bò thì người ta gọi đây là cỏ. Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu thì người ta gọi đấy là gõ. Vật dùng để quét nhà thì ta gọi là chổi. Như vậy là bài chính tả của tuần số 31 khá là đơn giản và dễ dàng phải không các con? Cô chúc các con làm bài cẩn thận, chi tiết và luyện tập đi luyện tập lại để mình sẽ không bao giờ để bị sai sót hay nhầm lẫn trong những bài về chính tả như thế này nữa. Vậy thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thảo tạm biệt các con.